sương răng miền đã dám anh về hoang mạc đã bản làng đang đổi mới từng ngày á ơi những ngôi nhà nhấp nhô sườn núi đường làng mới xây dựng khang trang khen vòng khắp chốn sương mây à ơi chờ anh về hoang mạc đã em gái mông đang ngóng đợi anh. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đã trở lại hoang mạc đá trong rất nhiều những cái câu chuyện vui mà Thắng đã mang đến cho các quý cô bác, và rất nhiều các bác đã điện thoại và hóng chờ rồi xem đợi những cái video của Tất Thắng trong cái ngày vừa qua. Thì hiện giờ thì anh trai của Tất Thắng thì đang ở trên hoang mạc đá rồi, và cái câu chuyện mà để tiếp theo nó như nào thì phụ thuộc vào hai người đó. Đấy. Bây giờ thì họ còn đi chơi đi chiếc rồi là tìm hiểu nhau. Và có thể là thời gian nữa thì Thắng sẽ thông báo lại cái thông tin, cái việc nó như thế nào. Và đến đây là cái video này là Thắng sẽ cắt tại đây, về cái sự việc mà anh trai của Tất Thắng lên đây cùng với cả em Mỹ. Đấy là Thắng tạm thời cắt. Còn về cái chương trình sau này nó có thành công hay không hay nó như nào đấy thì Thắng sẽ thông tin lại cho quý cô bác anh chị. Hôm nay thì Thắng ở đây thì Thắng cái công việc các bác cũng biết rồi, ngôi nhà này là do bạn Hằng và bạn Hậu. Bạn Hằng thì các bác biết là cũng là người mà chốt đơn qua kênh của Tất Thắng những cái mặt hàng mà các bác đã ủng hộ để cho có được cái số tiền mà là 30 triệu cùng với cả bạn Hậu để làm ngôi nhà này cho bạn Lúa đấy, bằng tuổi với cả Tất Thắng. Và cái ngôi nhà này thì qua cái thời gian cũng rất là nhanh đã làm được nhà, và Thắng phải nói rằng rất là đẹp đấy. Qua kênh của Tất Thắng thì không biết quý vị các cô bác anh chị xem video thì thấy như nào, nhưng mà theo Thắng nhìn thấy là đang thợ xây là đẹp lắm. Đấy, và hôm nay thì có bác trưởng thôn này, bạn bí thư này, em Sò này, công an viên này, cháu Tủa này và bạn Xuân Hữu, người sẽ đồng hành cùng Tất Thắng trong cái chuyến xuyên Việt. Thế nên là ngày mai ngày kia thôi là Thắng xong cái công việc ở đây, khéo là ngày mai là Thắng trở lại Đán Dầu. Thắng bàn giao hết cái số tiền ở đây với cả bà con, xong là Thắng tiếp tục di chuyển đi Đán Dầu để cùng với cả bà con nhân dân Đán Dầu để làm đường. Đấy, và hôm nay thì đến đây nhà bạn Lúa này là tiếp tục, hôm trước thì đã bàn giao là 30 triệu rồi đúng không? Hôm nay thì tiếp tục bàn giao tiếp nữa là 20 triệu. Đấy, qua bạn Hậu và bạn Hằng giúp đỡ nhé. Đấy, và Thắng cảm nhờ bạn Hằng cũng nói rằng là cảm ơn tất cả quý cô bác và anh chị đã mua những cái mặt hàng như mật ong bạc hà, trà san tuyết, rồi là thuốc nhức xương khớp của bác Trản, thuốc dạ dày, rồi là thuốc sinh lý khỏe khỏe đấy của bác Trản. Đấy, sáng nay thằng Hữu vừa uống một chén rồi, mày sao vợ này mày chết. Là nữa là cái việc nữa là khi mà các bác ủng hộ đấy thì bạn Hằng cũng có tiếp tục bán được thêm những mặt hàng, thì cũng có ủng hộ thêm 6 triệu. Lúc đầu thì nói là 5 triệu cùng Tất Thắng, nhưng mà sau thì vào để làm cho tròn số thì bạn Hằng ủng hộ 6 triệu nữa cùng với cả các cô bác anh chị trên Đán Dầu. Đấy là Đán Dầu đã được quý cô bác anh chị giúp đỡ qua bạn Hằng bán những cái mặt hàng, và bạn Hằng cũng đã trích ra rất nhiều. Đấy, hiện giờ cũng rất mong rằng là các bác tiếp tục ủng hộ những cái mặt hàng đó. Đây là tiền mà tiếp tục là Thắng là người đã giao cho cháu Tủa ghi hình và cùng với cả ban quản lý thôn ở đây
giám sát những cái công trình. Đấy, qua cái thời gian vừa rồi giám sát thì bác trưởng thôn là có thấy hiện tượng gì không, hay là làm những thứ như nào, có ổn không, cháu tủa làm đấy có ổn không bác? Mấy ổn à? Ổn à? Vâng. Nên là có công khai minh bạch nhé tất cả các bác nhé. Thì tí nữa thì là cái số tiền mà làm nhà bên kia là hết bao nhiêu tiền thì Thắng sẽ cùng với cả cháu tủa, cháu tủa sẽ là người đã ghi chép cùng với bạn sò công an viên đúng không? Đấy, là tí nữa thì sẽ ghi chép cho mà cái cụ thể là cái vật liệu nó hết bao tiền. Đấy. Còn đây là nhà của bạn Lúa. Đấy, sau này thì có cái cổng sau đúng không? Đấy, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đấy, số tiền này là 20 triệu. Và đếm đủ chưa? Có cần đếm lại không? Không. Cái số tiền này là Thắng đã bàn giao tiếp cho cháu tủa. Thế là ngôi nhà của Lúa này chỉ còn 10 triệu nữa thôi. Trong số tiền là 60 triệu, đúng không? Tổng tất cả cháu nhận là 50 triệu. Do bạn Lúa đang bận ở dưới kia vận chuyển gạch thì bác trưởng thôn cũng có lời cảm ơn giúp cho gia đình, tại vì bạn Lúa cũng không biết tiếng phổ thông. Thì gửi lời cảm ơn thay mặt gia đình Lúa, gửi lời cảm ơn các cô bác mà các cái mình cua mà các nhà học tâm ở trong nước mà ngành nước ấy. Thì trong một thời gian này thì có các cô bác ủng hộ cái số tiền lớn như vậy nó để cho chúng tôi tiết hình làm mấy cái nhà cho các cái hộ nghèo, là tôi nghĩ thấy là trong vòng một tuổi này là tôi nghĩ xóm chúng tôi là rất là có nhiều thái độ và rất là văn minh. Tôi xin chân thành cảm ơn các cô bác mà cá nhân của Nghĩa Tấn Thán và Mỹ Tuệ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Dù chúng tôi thành công tốt đẹp. Việc mà các bác đã được bác trưởng thôn đã gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong một tuần vừa qua là thôn của bác thay đổi cũng thay rất, đổi là, rất nhiều. Là nhiều. Con đường đi lại rồi là cũng văn minh lên. Bà con là cũng vào xem cái YouTube của Tất Thắng nên là cũng biết được cái phần nào đấy, và để tuyên truyền cho bà con ăn ở sạch sẽ, lối sống văn minh, tư duy nó sáng suốt, làm ăn nó thông suốt. Đấy. Trồng cây ngô thì nó tốt, nó phù hợp với cả khí hậu. Đấy, trồng nuôi con bò con biếc như nào nó sinh sản ra làm sao. Đấy là nó đều tốt. Đấy. Rồi đặc biệt nữa là vấn đề tảo hôn rồi những thứ là thôn cũng cần cố gắng phải tuyên truyền sâu cho bà con. Là khi nam nữ đủ tuổi thì mới cưới xin. Đấy, rồi chịu khó phải đi học đúng giờ. Chứ là các cháu là suốt ngày cứ phải để cô giáo là dục bác trưởng thôn mới bí thư mới công an viên đi học là không được, đúng không? Mình là cái này là bà con là kiểu gì kiểu phải được đi học, cô giáo dạy chữ cho, chứ không là đến lúc không được đi học, không biết chữ, không biết tiếng là mệt lắm. Không đi làm thuê được, phải không bác? Bây giờ thì mời các bác cảm ơn Nghĩa Tấn Thán câu tiền triển rất là tốt, rất là hay. Số chúng tôi làm đường về tốt nhất để cho xã hội. Nhiều bác không biết là trước kia Thắng cũng làm văn hóa thì tuyên truyền cho bà con là cũng rất là hợp lý. Các bác xem được đây là toàn cảnh cái ngôi nhà của bạn Lúa. Đấy. Cái ngôi nhà này thì hiện giờ đã xây và đang thu hồi rồi. Đấy, trụ chiếc là ấn xong là rất là đẹp bác nhờ. Thấy chưa? Nếu mà để xem lại cái hình ảnh ngôi nhà cũ ngày xưa thì mới cả ngôi nhà này nó khác nhau hoàn toàn. Trước kia mình làm mình còn không có kinh nghiệm làm nhà nó hơi thóc. Trước kia là làm ở đây xong rồi còn cái gì nhỉ, nằm ở dưới đất đấy. Bây giờ nền bê tông rồi là như này chắc chắn là mưa gió không hất gì nữa rồi. Đấy anh Lúa đây, ông bạn Lúa đây. Xin chào. Ngôi nhà rất là đẹp. Cái này là như này lại chẳng mấy chốc là ấy đâu, là
làm ấy rồi đâu, nền rồi đâu. Nền là sau ấy. Hả? Này là sắp ấy chưa? Sắp lợp được rồi chứ, mua sắt chưa? Vâng, chiều thứ 10 lắp xong là ra xong đo. Đo xong thì mới biết luôn. Nhà này đổ cột mịn thế nhở? Đẹp thế nhở? Hả? Rất đẹp đấy. Thợ có một tay nghề khác nhau nhỉ? Thế thì mới tốt nhỉ? Thợ đổ cột đẹp đấy. Nhà đây là không chát nên là cháu bảo anh em cố làm cho đẹp một tí. Đổ nguyên xi măng à hay là ấy bột đá mịn à? Hả? Bê tông mịn à? Ừ, vẫn trổ một đán đấy. Ừ. Thì riêng xi thì không chát đâu. Đây đội này nó lại làm cái này quên mất không bảo, cái này là cố buồng ra kịch vào đây. Hôm cháu bảo ấy, thì mấy anh bảo là làm này gia đình hay có cái phong tục là phải đi qua bên dưới một tí. Có nghĩa là cái cột là vẫn phải lọt khe, phải lọt khe. Buồng là không thể nào mà chập được vào cái cột. Nếu mà cột mà vào đây nó là thành nóc đúng không? Thế ông thầy cúng là không đi được nửa vòng à? Vâng. Bắt buộc vẫn phải đi một đủ vòng à? Đi qua dưới, không được đi bên trên. Có nghĩa là ông phải đi như này, đi qua đây. À. Nhưng mà tôi hỏi, để tôi hỏi kỹ nhá, rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề này. Bác trưởng thôn nhá, anh công an viên nhá, nhá bí thư nhá. Cái cột này chuẩn là chỉ có dùng vào cái việc đám ma đúng không? Đúng rồi, chỉ có đám... thế, chỉ có thế thôi. À, cái hôm đấy là chủ nhà mất hay là bất ngờ người nào trong nhà này mất? Có nghĩa là chủ nhà chết mới làm cái vấn đề này đúng không? Không, cả trong nhà cả, nhưng mà ai mất thì cũng cả nhà. À, có nghĩa là bất cứ một người nào sống trong nhà này là đều phải cái này là treo trống lên. Đúng rồi. Treo trống lên là khoảng treo mấy ngày? Thì mình... Nếu mà làm nhanh thì 2-3 tiếng, còn chậm thì sẽ vượt hơn một tí. Tức là khi mà treo cái trống này lên đây ấy, thì mà để làm cái này thì cái ông thầy cúng là bắt buộc là phải chạy vòng quanh này. Phải chạy vòng bên dưới. Vòng dưới này thôi. Ở thôn mình có ông là làm thầy cúng này không? Có làm cái về cái trống này không? Có. Hả? Có. Đây là đúng trống ấy. Không có ạ. Không có à? Vậy đón ở đâu về? Đó, khó bay. Thế lần sau đến đây thì bảo là nhảy nửa vòng không được à? Bảo ông ấy giảm cái đấy đi. Nhảy nửa vòng thôi, đi nửa vòng thôi. Hả? Vẫn như thế nhưng mà đi nửa vòng thôi. Giảm nó đi. Cái trống này là treo cao không băng? Hơi cao đấy. Hả? Bàn ngang mặt này để gõ thì cứ treo đây rồi gõ thôi. Mà cái trống này là bất cứ là đám ma đấy là gõ suốt đúng không? Vâng. Liên tục đúng không? Liên tục. Thông báo như kiểu có người mất, gia đình có người mất. Thế ngoài ra nếu mà không có cột này thì họ treo ở đâu? Bắt nhà nào cũng có. Nhà nào có cái cột này. Vâng. Thế là thôn này sẽ không bao giờ được xây nhà tầng mà không có cột này. Xây nhà tầng vẫn để được mà. Vẫn để cái cột này. Vẫn để mà. Kể cả đồ nhà tầng thì vẫn để cái cột này được. Khó nhỉ. Yeah. Nhưng mà kiểu gì kiểu là vẫn có cái cột. Đúng rồi. Nếu mà làm nhà ống thì chịu bó tay luôn. Nhà ống thì chắc phải đi nhờ anh em. Đi nhờ anh em xong rồi đáng ở nhà anh em thôi. Làm đám ma ở nhà anh em á? Nếu mà nhà ống. Nếu mà nhà ống thì chắc phải đi nhờ anh em. Ừ. Ở đây ấy thì Thắng nói với cả các bác biết là vùng cao. Đấy. Thắng thì làm rất nhiều ngôi nhà rồi. Ngôi nhà này là ngôi nhà thứ 110 nhỉ? Ngôi nhà 110 thì ngôi nhà 109. Ngôi nhà 10 là của nhà bạn Dính Mù. Và ngôi nhà 111 là của A Chi. Đấy, A Chi cũng vừa gửi thêm 2 triệu nữa. Nói A Chi rồi. Đấy, đấy. Thì tất cả những cái ngôi nhà Thắng làm thì cũng đồng bào người Mông rất nhiều. Và bên Hấu Chua thì hôm vừa rồi thì họ cũng nói Thắng làm cho thì họ cũng đã làm vào đây rồi. Đó. Cái này tất nhiên là không thể nói với cả thôn là một phát làm thay đổi được ngay. Nhưng mà khi mà sau này ấy, theo Thắng nghĩ nếu mà gia đình mà làm cập vào đây ấy, thì là 10 năm nữa hoặc là 5 năm nữa hay 3 năm nữa nó sẽ là hợp lý. Bây giờ có thể là chưa hợp lý nhưng mà có nghĩa mình đi được trước. Đó. Nhà ở trên là nhà anh Ná kia là cháu làm kịch cột luôn đấy. Đấy thì là sau này mình sẽ thấy nó có cái lợi.
Đấy, chứ không, cuộc đời thì ai cũng chỉ một lần chết thôi đúng không? Nhưng mà chỉ vì một cái lần chết đấy mà phải để như này để cho ông thầy cúng ông đi được cái vòng xung quanh này gõ, đúng không? Ông thầy cúng ông treo ấy lên mà, đúng không? Thế mà để như này thì nó sẽ xấu và nó lỗi cả ngôi nhà đi, đời bố sang đời con, nó thành lỗi, đúng không? Ừ. Nên là nhiều nơi là cháu đã bỏ được một cái cột này đi rồi. Bỏ một bên này hoặc một bên này, nhà người ta chỉ để một cột thôi. Đấy. Mình xem là cũng dần dần. Nhưng tất nhiên là không thể một phát được ngay, nhưng mà dần dần thì bà con sẽ hiểu được cái vấn đề mà khi mà làm nó có lợi đấy, nó đỡ vướng. Đây nếu mà ngôi nhà này mà không có cái cột này thì kê hẳn được một cái mâm ở đấy luôn, ngồi đấy luôn, rất là rộng, đúng không? Đúng rồi. Thoáng hơn rất nhiều. Đúng rồi. Chỉ nguyên cái xà này to hơn một tí là nó gánh nó khỏe, thế là nó khỏe lên và nó được rộng rãi, đỡ bị vướng nữa. Đây là nói qua để các quý cô bác anh chị cũng hiểu được về phong tục của người Mông đấy. Nhưng mà theo tháng nghĩ thì là vẫn cứ để nguyên cột cho gia đình, đấy là tôn trọng gia đình, và gia đình họ đang muốn làm như vậy, tại vì cái buồng cũng không phải là loại nhỏ, đấy, buồng này là to rồi đấy, do so với kích thước ngôi nhà là buồng rất là lớn rồi, rộng rồi, đấy là ok rồi. Đấy, nhưng mà về cái phong cách ở đây là họ vẫn còn đang làm theo kiểu hai cột đấy, và sau này thì họ sẽ theo tháng nghĩ là sẽ từ từ họ sẽ thay đổi được thôi. Cái cuộc sống của họ dần dần họ mới thấy nó phù hợp với cả những cái ngôi nhà và mấy cái điều kiện mình đang đi lại. Ví dụ như sau này kê bàn hay kê ghế ở đây hay kê gì đấy nó đỡ vướng. Rồi bây giờ thì đi ra sang bên nhà ấy nhỉ? Nhà Dũng Diễm hôm nay là Thắng có mua đồ ăn rồi là gà nấu ăn ở bên khu nhà anh Xính. Đấy, ngôi nhà này là do bạn Dũng Diễm giúp thì hôm nay cũng đã là lập mái rồi nhỉ? Yeah. Cũng là đội thợ này à? Không, đội khác. Ai à? Nên ở đây là lắm đội thợ đấy nhỉ? Bên kia là một đội khác à? Bên này đội khác à? Mình tưởng là một đội là cứ thay nhau như ở chỗ ông Bền cơ. Bên đây nhiều đội thế. Thức à? 4-5 đội thợ. Bây giờ anh để cho nhanh. Quân đông thế nhỉ? Tinh minh mạnh thế nhỉ? Đi nhỉ? Đó, đi mời các bác sang bên này cùng với cả Tất Thắng sang nhà bạn Dũng Diễm mà đã giúp anh Xính có ngôi nhà. Đấy, và các bác nhìn tổng thể đây là ngôi nhà và đang rất là đẹp rồi. Đấy, và đang thu hồi cất nóc rồi. Đẹp lắm. Bây giờ thì Thắng đã đến nhà của anh Xính mà được bạn Dũng Diễm giúp. Thì Thắng nói qua về ngôi nhà này trước. Trước kia là một cái ngôi nhà phải nói rằng rất là lụp sụp và đặc biệt là khó khăn. Đấy. Nói hơi quá nhưng mà cái tường rào còn không được cái bằng cái bờ rào ấy. Thắng nói thật đấy. Các bác xem lại những cái hình ảnh cũng đã biết rồi. Gia đình rất là vất vả, không có 1.000 nào trong tay. Đấy. Khi được làm nhà lên thì các bác biết là được cái sự quan tâm của bạn Dũng Diễm. Có một anh nữa trong Sài Gòn gửi riêng Thắng 3 triệu thì tí nữa thì Thắng sẽ nói chuyện sau về cái đó. Đứng từ trên cao nhìn xuống thì ngôi nhà này bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi. Đấy, các bác nhìn thấy một lượt là mái xanh. Đấy, mái xanh này là Thắng muốn là để cho gia đình có thể hứng được nước mưa và anh em đóng mái hoàn toàn. Đấy, bà con đang làm những thứ rất là tuyệt vời. Một cái khung cảnh mà đứng từ trên cao nhìn xuống phải thay đổi rất là nhanh. Thắng làm rất nhiều những ngôi nhà mái xanh như thế này rồi ở trên Đồng Văn Mèo Vạc. Đấy, phải nói rằng là khi họ có được cái mái này thì hứng nước nó sạch và nó đảm bảo hơn, phải không bác trưởng Tôn? Đấy. Trong cái quá trình làm nhà ở đây thì ngôi nhà này hiện giờ là cũng là một trong những ngôi nhà vận chuyển vật liệu xa nhất. Đấy, đến với cả gia đình này thì họ cũng bỏ công bỏ sức ra làm rất là nhanh. Và Thắng cũng nói một chút nữa là tại sao trong những cái video mà có bác này hỏi vào nhà 60 triệu, nhà 70 triệu. Trong cái khoảng tiền ấy là Thắng nhận tiền là trong khoảng từ 60 đến 80 triệu. Đấy là Thắng cũng nói với cả các quý cô bác rồi. Đấy, để cho tùy từng nhà. Đấy, ví dụ như nhà bạn Lúa mình hỏi là 60 triệu thì gia đình có thể có làm được không?
Đấy, thì gia đình quyết tâm làm thì sẽ làm. Đấy. Và gia đình này 70 triệu có làm được không? Quyết tâm làm. Còn như bạn nhà bạn dính mù ấy, thì mà bảo 60 triệu thì bạn ấy không thể nào làm được. Đấy, vì do là không có người giúp đỡ, không có người hỗ trợ. Một mình bạn ấy, trợ anh chồng bạn ấy thì không thể nào làm được. Đấy, nên là nó tùy vào từng cái khu nhà và tùy từng cái quãng vận chuyển gia đình có thể đối ứng giúp đỡ được. Mời anh em họ hàng về đỡ nhau được thì có thể làm được. Đấy. Nên là có bác là hỏi như vậy thì Thắng cũng giải đáp qua đây một phần nào đó. Đấy, và bây giờ thì cháu Tủa mang cái nội dung mà đã mua cái vật liệu ở đây như thế nào. Đấy. Cả một cái quãng đường vật liệu vận chuyển vào và đến nay được cái nhà này để bà con xây thì cũng rất là khó khăn. Đây là Thắng công khai cái tiền vật liệu này qua cái ghi chép của bạn Tủa. Đấy. Chữ hơi xấu một tí nên là các bác cố dịch và Thắng có thể đọc lại cho các bác hoặc là cháu Tủa có thể đọc lại. Tại vì chữ của bạn Tủa nó dễ đọc hơn. Con mượn cái mic của bác trưởng thôn. Cái này thì là phải công khai cho quý cô bác. Tại vì bây giờ các bác thấy rằng là kênh của Thắng cũng lớn rồi. Rất nhiều những người họ đang câu view, câu like. Đấy. Lấy tên kênh Nguyễn Tất Thắng rồi xong là một thời gian xong họ đổi kênh đi. Cái khi cái kênh mà có view, có like rồi ấy, thì họ lấy cái view like đó họ đi làm một cái kênh khác để bật được cái chế độ kiếm tiền của YouTube. Đấy, họ mượn view đấy để gọi là như kiểu nói xấu Tất Thắng ấy, xong là thế này thế kia để lợi dụng cái đó để kiếm view, kiếm đăng ký của các quý cô bác. Thế nên là các bác Thắng công khai như này và để cho quý cô bác cũng có thể biết được và nắm được. Suốt 5 năm Thắng làm YouTube, làm cái công việc thiện nguyện này. Và hiện giờ thì Thắng cũng đang là cán bộ của bên nhà nước. Nên là đi làm cái này là nó cũng phải thực hiện đúng theo đường lối chính sách chủ trương của nhà nước cũng như chính quyền sở tại địa phương. Đấy, nên không thể nào mà làm linh tinh được. Đấy, các bác hiểu cho tại sao đi cùng Tất Thắng lúc nào cũng có tất cả những cái ban ngành đoàn thể của cái thôn hoặc là xã. Đấy, đi làm nó rất là rõ ràng, anh em đều nắm được. Trong này có bác trưởng thôn với cả bạn Sò rồi là bạn Phứ cũng đều nắm được là cái số tiền nhận được bao nhiêu, đúng không? Và chi ra thực tế có đúng không, đúng không ạ? Đấy, chứ không phải như những kênh khác mà bác không nắm được, họ cứ nói thao thao bất tuyệt thôi, đúng không? Đây là cháu nói thật, sự thật. Đấy, nên là không phải nói ai hơn ai, nhưng mà khi các bác đi làm thiện nguyện thì Thắng chỉ cần nói đúng một câu thôi. Chỉ cần chân thành và minh bạch. Đấy, thì các bác sẽ thành công. Đó. Nên là Thắng nói lại một chút. Rồi đi, đọc. Dạ. Tiền vật liệu nhà chú Xính đấy thì hết 1.400 gạch là 10, bằng nhân giá 9.000 là bằng 12.600.000. Còn 76 bao xi nhân với giá 80 là 6.080.000. 20 cây phi 12 nhân giá là 1 cây là 125.000 thì nhân ra là bằng 2.500.000. Còn sắt 6 thì 30 cân sắt 6 nhân với giá 20 là bằng 600. Còn 12 khối bột đá nhân với giá 450.000 là bằng 5.400.000. 10 tấm ván ép là nhân với giá 1 tấm là 130.000 thì 10 tấm là 1.300.000. Còn hai cái ống đổ để đổ cụ đấy thì một cây là 220 thì hai cây là 440. Còn tôn thì tổng chiều mặt trước là 4m2, còn đằng sau là 3m9, tổng là 87.48m2. Thì nhân với giá 145 là bằng 12.684.000. Còn sắt hộp là 50 ấy, thì có giá là 340. Lấy 4 cây thì nhân với giá 340 một cây thì bằng 1.360.000. 14 cây hộp 14 nhân với giá 240 là bằng 3.360.000. Hai cái máng nước với lại nóc là tổng tất cả là bằng 32.5m. Đấy, tổng số tiền là nhân với giá 37 là tổng là 1.202.000. Đấy, còn vít bắn tôm đấy, vít bắn biển và tổng tất cả là 300.000. Tổng số tiền tổng vật số liệu. Tiền tổng tất tật tật vật liệu là hết là 47.826.000. Đó. Quý cô bác có thể nắm được cái số tiền tổng số tiền vật liệu
là 47.826.000 cộng với cả 18 triệu tiền gì nhỉ? Tiền công. Vâng, đấy. 18 triệu tiền công. Thế là mới có hết là 65 triệu đúng không? Vâng. 826.000. Đấy, đúng không? Vâng. Đấy là các bác thấy rằng là khi mà anh em làm phải nói rằng là siêu rẻ. Đấy. Thắng phải hoan hô đội này rất là tuyệt vời. Đấy, anh em cho chàng pháo tay. Ngôi nhà siêu rẻ trên kênh của Tất Thắng. Chắc là bạn Dũng, bạn Diễm cũng rất là hài lòng. Đấy. Nhưng đây là chưa có cửa. Vâng, đấy, cửa. Đúng không? Vâng, vẫn còn thiếu. Chưa thấy có cổng cửa. Cửa chính với lại hai cái cửa sổ và một cái cửa phụ. À, thế vâng. Hai cửa chính với cửa phụ nữa là nó khoảng bao tiền nữa? Cái đấy là phải tính đo ra xong tính mét vuông. À, vâng. Thế bây giờ như này là anh Thắng là chú Thắng là bàn giao tiếp 20 triệu của bạn Dũng Diễm nhé. Đấy, để cho các anh chị em có thể nắm được. Đây là cái số tiền mà của bạn Dũng Diễm giúp cho hộ gia đình này. Đấy. Cái số tiền nữa là 20 triệu đúng không? Vâng. Còn 3 triệu đây là thừa, nếu mà như thế là trong 70 triệu thì sẽ còn đang thừa là 4 triệu 4 rồi. Đúng không? Đây là 4, đây là 47 triệu 800 à 4 triệu 2. Vâng. Còn thừa coi như là 4 triệu 2 rồi. Vâng. Đúng không? Đấy là anh em hỏi cửa xem nếu mà cái tiền 3 triệu của bác kia mà ấy thì còn sửa cái bể cho gia đình. Vâng. Đấy còn cửa nếu mà đủ thì sẽ làm cho gia đình cửa nhá. Vâng. Là 4 triệu 2. Vâng. 4 triệu 2 có đủ cửa không? Không biết, cái này là phải cho phải đo tính mét vuông. Tổng là vâng mấy cửa sổ nhỉ? 2 cửa sổ. Rồi bây giờ cứ bàn giao tiền đấy nhá và kiểm tra sau. Vâng. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, đã hết. Đúng chưa? Vâng. Đấy, đếm đủ chưa? Vâng. Đấy là tổng số tiền nhà này đã bàn giao xong 70 triệu, kết thúc vâng cái việc mà ngôi nhà này. Vâng. Đấy, đã bàn giao xong, đúng chưa? Anh em các bác trưởng thôn có nắm được không? Anh xính ra đây nào. Con biết nói cảm ơn không? Biết cũng giống ông lúa thôi. Mấy bác này ở đây là không biết nói được tiếng phổ thông, toàn phải ấy thôi. Đấy là các bác phiên dịch viên. Đấy bảo gia đình là hôm nay là nhà anh là đã bàn giao xong cái số tiền là 70 triệu. Đấy, chợ của bạn Dũng Diễm. Đấy còn về cái phần cửa ấy thì gia đình xem nữa là đo để phối hợp để còn làm nốt cửa cho gia đình nhá. Đấy là cửa là phải làm đấy. Ừ, cửa là không nhà, nó vào nó trộm đấy nhỉ. Ừ, nhà không có gì thì làm đấy, phải làm cửa. Ừ, nhà là cũng phải làm cửa cho gia đình để gia đình có thể yên tâm đúng không? Vâng, ừ, rồi. Bí thư rất cẩn thận, cửa là vẫn phải làm đấy. Ừ. Rồi, ok. Đây là khi các bác biết rằng là cái việc mà ấy con ấy tôi xin mời thắng đi á chị hai tiểu anh em giao tiếp là nó rất là khó từ tít lầu mê Phạm Dũng này hết từ nếu tôi quan niệm mê Phan Diễm đó nữa chi nhóc của là miền Nam cho nì rồi ba chia sẻ chỗ vừa đấu chơi tận nì là mà nhiệt tiền mà nó nghỉ số cộng mua ni tà tàu ni tái gì mà liền mua thấy sợ cho chia vua Simon này thư chí này vua này vua ta này ni ta lo chào xa trọ dị buôn này ngậu trọ xia mà chưa kho chế công mà anh chị mẹ đi mua tàu cậu dị trọ chế công thế nó ngoài thì chưa có trọ gì là ba mà chưa kho này mua lo chào tàu đi mà giờ vua cho kho trong hết xài đi trả tàu vua kho trong mà thế thì vua kho trong là cả mà mua mình là lỗ sát xanh mà sát xanh tụi này tí là Phạm Dũng thế tụi người con nhẹ Phan Diễm thế tụi xin mẹ thắng đi. Ừ. Cái giờ còn nhỉ, chỉ trên u chỉ u chỉ đào khoa trọng mà, nên hiện đại giờ này ba ô đã ô đồ khoa trọng đi. Thôi được rồi, hôm nào Phạm Dũng với Phan Diễm ra thì tính sau, nói chuyện với cả gia đình sau nhá. Bây giờ là cứ đo hết cửa đi, tại vì là Dũng với cả Diễm thì nói với cả chú là làm hết bao nhiêu thì sẽ
thiếu hôm nào ra thì các em nó sẽ giả cho. Vâng. Đấy, nó bù cho thêm gia đình. Vâng. Đấy là cái cửa, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái cửa đang thừa là 4 triệu, đúng không? Vâng. Em Dũng với em Diễm là dặn Tất Thắng là tất cả những cái số tiền mà của em Dũng em Diễm là em đã muốn là giúp đỡ hoàn toàn cái ngôi nhà này. Đấy, nếu thiếu đâu thì sẽ bù. Nếu cửa như này hiện tại là đang thiếu có mấy triệu thôi. Đấy, đúng không? À, đang thừa 4 triệu 2 rồi, đúng không? Vâng. Nên là chỉ chắc thiểu 2-3 triệu nữa là tiền cửa thôi. Đấy, một cửa chính và một cửa phụ và hai cửa sổ. Vâng. Đúng không? Vâng. Cái bộ cửa này nó cũng không đáng mấy đâu mà. Thêm bộ cửa. À, đấy nên là các bác nào xem video thì cũng biết rõ, để bình luận trên kênh em Phạm Dũng là chắc thì chỉ bù thêm khoảng 2-3 triệu nữa thôi. Đấy, nó không có nhiều đâu. Đấy, nên là các bác có thể nào mà xem video để có thể bình luận ở kênh của Dũng Diễm để các em nó biết được. Đấy. Thôi nhờ, cái này thì gia đình ở đây rồi thì hôm nào em Dũng Diễm ra thì sẽ cảm ơn bác trưởng thôn, cảm ơn sau. Bây giờ thì mời các bác vào tham quan cái ngôi nhà. Đấy, xong một tí nữa ăn cơm đây, nấu cơm xong hết rồi à? Ừ. Cơm đang nấu đây rồi các bạn. À. Vâng. Các bác có thể thấy được đây là thịt đây à? Vâng ạ. À, chào thịt căng ấy nhỉ. Xem vào ngôi nhà nào. Trao tờ à. Nền này là xong xong hết rồi đấy à? Xong hết rồi chú ạ. Còn đang làm cái chỗ lắng đằng sau để mưa thì nước. Đây là này, hoàn toàn là bên ngoài là cái có máng đựng nước rồi. Vâng. Đấy, máng hứng nước xuống bể rồi. Đấy. Đầy đủ rồi. Quá đầy đủ luôn, bác trưởng thôn cũng có bác rồi cũng bình luận qua và gọi qua kênh cháu ấy. Thì cũng bảo là sao không làm ấy, nhưng mà cháu làm hết rồi. À. Là kéo rằng để cho gió to thì không bị tốc mái. À. Đấy, kéo rằng hết cả hai bên luôn. Ui giời, sắt to thế, trời bạn, trời sắt to đấy. À, mát mẻ nhờ. Đẹp đấy. À, thằng Tủa lại chưa có kinh nghiệm. Đây là ngôi nhà này, lần sau chú sẽ bảo. Vâng. Nè. Riêng cái này thì nó đến đây thì nó lại phải một khất thấp xuống. Khoảng 7 phân. À, trong này. À, trong này. Đấy, chỗ này thì nó... thấp xuống trong cái này này, nó vuông. Vâng. Ngăn đây là thấp xuống khoảng 7 phân là đẹp. Đấy, nó không bằng hết ra như này. Vâng. Đấy, cái chỗ này làm bếp mà. Vâng. Đấy, còn nếu mà làm như này thì nó hơi tràn ra ngoài. Vâng. Cái... hôm nào sẽ xây một hàng gạch đỏ đây đây. Ừ, xây thế đây. Thì nó hơi vướng. Ừ. Nhưng mà thôi, đây là làm rồi, sau nó sẽ có kinh nghiệm. Vâng. Nhà này chưa qua nhà khác lại tới rồi mà. Thì nó sẽ có kinh nghiệm. Vâng. Đấy, ngôi nhà này lần sau những ngôi nhà nào bếp lò thấp xuống. Vâng. Và chỗ này cần thiết là không cần lát bê tông. Vâng. Sau này nó nổ hết. Ông đổ bê tông ở đây là nó bằng thừa. Vâng. Được chưa? Đấy, đun bê tông trên lên lửa trên bê tông nó thừa. Đấy, tôi đi làm nhiều nhà làm bếp lò, chỗ này cứ để nguyên đất đá như vậy. Không. Vâng. Đốt trên đấy. Vâng. Bắc kiềng và đốt. Đấy, thì nó sẽ không bị nổ. Rồi thấp hơn để làm gờ đúng bằng cái này. Đấy, như này là nhà như này là đẹp. Đấy. Đấy, như này là tinh thần như này, hút mái hút lò thứ này này là quá là tuyệt vời rồi. Đứng từ trên cao xuống không biết là nhìn rõ cái ống khói này không, nhưng mà nếu mà các bác nào tí nữa mà có cái hình ảnh nào Thắng thì có thể đẩy cho các bác nhìn thấy trên mái nhà nó qua cái ngôi nhà nó như nào. Mới cả đây nữa là hỏi này, cái trong cái bộ cửa làm ấy ở đây nó theo chấn song này hết đúng không? Vâng ạ. Có cả chấn song này đúng không? Phải có nhá. Có cả cái gì nhỉ? Hoa sắt. Hoa sắt nữa kìa. Ờ, có nghĩa là cái song đấy, song đúng cửa rồi. Đây. Cái song đấy là hoa sắt. Làm hoa à? Là bình thường là người ta hay gọi đấy là hoa sắt. À, vâng, để cho dễ hiểu ấy. À. Vâng. Đúng rồi. Bên chú gọi là chấn song, không biết nó là hoa sắt hay là chấn song. Vâng. Đây này, đúng may là hôm đấy là bảo là không đổ cái ganh tô ngoài này. À, bằng thừa, tại vì cái mái này nó lợp ra như này rồi. Vâng. Đúng không? Đúng. Ừ. Cái này hôm nào thì dựng vải đỏ ở đây được. Hả? Hôm nào thì dựng cái vải đỏ. Hả? Xin mày nhỉ? À, dựng cháo. Hả? Cháo hù dưới chân dùng mươi này đó thì mới chẳng. Mà thật thứ hai phải làm xong cửa. Ở chân là ông đồng đồng không có trong phải làm xong cửa thì mới. Cửa ở đây thì là hay mở ra hay mở vào? Mở vào. Lại đẩy vào à? Vâng. Cửa là phải đẩy vào à? Nhà. Đón khách à? Vâng. Chứ không phải đuổi khách ra. Không mở ra như này đâu à? À. Người Mông là chuyên đẩy vào luôn. Nếu các bác nào mà xem video thì mở ra đón khách hay là đẩy vào đón khách nhé. Đấy. Đấy. Còn bên ở đây là đẩy vào.
Một thôi mỗi chắc một nơi một kiểu. Còn đây là cái này sau này lan can thì anh em có thể làm lan can này. Đây, các bác dọc đây có thể làm lan can đi hẳn ra đây. Đấy, đây. Hết ra đây. Đây, khung bếp lò ngoài này nhìn lên đây. Đấy. Đấy, chỗ ông Sự ông đứng lên bên này là nhìn thấy hết luôn rồi. Đấy. Là cao hết vút lên rồi. Ống khói cũng nhá. Chỗ này như này khoảng này là đẹp. Tôi biết thế là cái hôm đấy phát này là hơi ngơ phát này nhỉ. Cái này biết thế đẩy lùi được vào đây thêm rộng ra nhỉ. Đúng không? Nhà á, tường á. Thì cái chỗ bếp này lại không nóng nhỉ? Vâng. Lại không làm được ấy. Đốt bên này nó nóng. Vâng. Không, đây là vẫn là một bức tường. Vâng. Đẩy thụt cái này thẳng ra vuông vào. Để làm riêng luôn ở ngoài đấy á chú? Không, tường này đẩy lùi ra. À lùi ra. Ừ. Đúng không? Như thế nó có điêu không? Điêu. Hả? Nó vuông này khả năng đẹp hơn nhỉ? Vâng, vuông đẹp hơn. Thôi mà nhà ba người ở như này là được rồi. Cùng lắm là sau này ông con trai lấy. Nhưng mà ông trai bao giờ mới lấy vợ? Mấy tuổi? Chục năm nữa. Chục năm nữa à? Nếu mà theo đúng độ tuổi bà con tuyên truyền là chục năm nữa đúng không? Vâng. Thế bây giờ dọn cơm ăn ở đây hay ở đâu? À, ăn đây thì hôm nay mát quá, người lạnh hết người, tôn lạnh giờ. Đấy, mát mẻ chứ đúng không? Thì vào đây như này là quá mát mẻ. Nhưng mà cái chỗ này nhá, các ông là xem nó xử lý này, chỗ này là hơi điêu. Đấy, nhìn nào, cái này là... Có cái đấy là ai sò mai cứ xử lý sao? Đấy. Hôm qua vừa láng đây nên là bảo rồi, mấy anh em lại quên. Ừ. Nghĩa là nó có ô thoáng đấy nữa đúng không? Vâng, hôm là bảo định... Ôi, cửa phụ này thôi, đây bên này ấy kia hết rồi. Ừ, rồi cái chỗ này bịt vào, xây vào. Đã làm thế rồi, đục ra ấy thế không được đẹp đâu. Chỗ này nhẵn nhụi như này đẹp rồi. Người Mông ở bên này nhà kê giường là như nào? Vẫn cũng hai bên này đúng không? Hai bên cửa sổ này đúng không? Ừ. Thế thôi được rồi, bảo anh em dọn mâm ăn cơm thôi. Đấy à, qua tao rót một ly trà cho các cô bác, các anh em ăn cơm. Còn cái số tiền mà 3 triệu thì Thắng để lại đây là để... hôm nào Thắng trở lại xem là gia đình mà làm bể, sửa bể rồi biết như nào Thắng sẽ cho cháu Tủa để sửa bể cho gia đình. Đấy. Tại vì cái đó là nó còn riêng của một bác ấy giúp. Thì lúc đầu bác ấy nói rằng là bác muốn giúp Si và làm nhà cùng với cả Phạm Dũng. Nhưng mà về phía Dũng và Diễm ấy cũng trao đổi với Tất Thắng là cái số tiền đó thì nếu thiếu thì để chúng em bù. Là các em muốn giúp riêng một ngôi nhà đấy mang tên các em ấy, thế là anh cũng thông cảm cái số tiền đó là chuyển giúp bể cho gia đình có bể nước thì cũng rất là ý nghĩa đấy. Để trên này thì nó thiếu nước trầm trọng luôn, không phải trầm trọng mà rất là nghiêm trọng luôn, nhượng về nước ở trên này nó làm được ngôi nhà này mùa này phải nói là cũng là kỳ tích trong cái thời gian ngắn mà anh em có thể làm được ngôi nhà như này, quá là đẹp. Thế là ok. Nhà rất là đẹp. Vâng, đẹp lắm. Rất là hài lòng. Vâng, hài lòng quá. Rất là hài lòng luôn. Nhà này 10 năm nữa gia đình không tự làm được. Này không tự bây giờ làm được. Vâng. À, chưa nó là chợ. Ý là... Đấy, mình vào chút chút rồi đấy. À, chờ. Làm tỉ nè. Đấy mà cuốn. Ủa, cái này nhiều ạ, cho một nửa thôi. Vừa thôi anh ơi, nhiều quá đắng. Đâu rồi, đâu rồi. Đấy, cái bàn giải kia, khuấy. À, cái đắng ngon đấy. Đây là vụn của... của cái lá ấy. Lá đá. Thì nó vẫn là từ lá ra mà. Từ lá ra. Các bác cũng không bỏ những cái này đi nhé. Rất là lãng phí. Rồi, các bác đi lấy ao về xong lấy thịt gà đi, xong lấy canh đắng đi. Xong mà anh em mình múc ra cho anh em ăn.
hai ô nha anh ơi. Đó, đó. Đây đây đây. Tuyệt vọng luôn. Ngon đấy, món này ngon đấy. Nhưng mà có vẻ mỡ nhỉ, béo nhỉ. Mà con nó thái trước nó nóng như thế. Ừ. Ngon thế đấy. Như gặp nhau rồi lại khó lìa xa. Bao tâm sự còn thấy dãi dở. Nhưng chí chàng cần dọn bãi ra. Thắng cố à? Chủ ở này cho nấu thắng cố à? Cháu bảo luộc để thái nhưng mà mọi người lại để cả lại thái xong lại để vào canh ấy. Gà. Đây là gà rang. Đúng không? Vâng. Phải gà rang không? Gà rang. Vào đi, vào đi. Nó à? Nó bỏ đi, tức là hư. Nó bỏ à? Tất hả? Đi xảy. Bảo gia đình nữa đi. Chắc ấn thì mẹ mua thử tàu. Ừ. Nó à? Từ từ. Đây bác trưởng thôn ngồi trên này. Dạ ba. Cái nhắn à. Anh Sơn Hiếu sao đây? Chủ nhà vào đây đi. Chủ nhà đâu? Chị mèo. Chị mèo bắt gì? Nó đi. Tổ à, tôi nói nhó tao để. Vào đây còn thiếu anh em nào nữa? Ngồi đi. Nó bỏ à, nó bỏ à. Nhớ mẹ đi. Mua à. Nó xuống mua cho bên này tao bác chạy ốp ở xin lấy. Ôi giời, múc ấy vào thêm vào, mày múc thế thì toàn nước này, cho cái vào. Khoáng hết. Đây, úi giời. À, ngày múc cho người ta nước trước tí mày phệt cái sau đúng không? Mày ăn cơm đây cùng với cả gia đình, với cả ấy chắc là sáng ngày mai là phải di chuyển về rồi. Ngày mai nữa là phải đi đán dầu. Đấy. Còn nhà kia là mới đang đào móng cái thứ thôi đúng không? Vâng. Làm móng là mới chưa trồng tường chứ đâu đúng không? Vâng. Hôm nay chưa trồng đâu đúng không? Vâng. Đang cho nghỉ 1-2 hôm để cho khô dầm rồi mới xây tiếp. Ok. Ngồi đây. Mấy tuổi? Dạ. Muốn là một bát này cho nó rực rỡ. Rỡ chưa? Rỡ luôn. Không, phừng luôn đây ạ. Tùa đi nắng nhiều. Mấy tuổi đi nắng à? À, đi nắng nhiều. Ngồi đi, mấy anh em ngồi đi, các bác ngồi đi. Anh Thái không dùng cái đúng không? Không, anh nước rồi. Lò tá đó ấn lên à, sắt đào à? Được rồi, bằng cái đó. Sắt đào lò tá ấy? Cái nhắn à.
Sốt xanh lưới lột. Lột đắng ạ, các bạn. À, bắt tay à, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Lần nào mua thịt vào cũng cảm ơn nhỉ. Đây là mua gà, mua thịt lợn cho các anh em ăn. Nấu canh đắng cho anh em ăn mát gan. Thiếu một cái bát nữa. Ừ. Có ai cảm ơn rồi, được rồi, không phải anh em không phải ấy nữa, ngồi ăn cơm đi, ăn cơm đi, ăn cơm nha. Nó mỏ đây, nó mỏ sao, nó mỏ à? Bác trưởng thôn bảo thôi không phải sang bắt tay nữa. Vâng, rồi rồi đang đi lấy ở nhà trên xuống, đang đi mưa, uống canh đắng đi. Rồi cháu mời các bác nhé, cháu mời chú. Bác nào mời ai cái lá đắng thứ thì gọi vào cái số điện thoại 0382933933. 0382933933. Ui. Mời các bác nhé. Rồi. Ăn nước đắng ở đây. Cái nước cũng rất là ngon. Hợp nước ấy. Rồi. Hay là nấu lá đắng là cứ phải đi gùi bằng can thì ngon, nó ngon hơn. Có tí một thôi. Mời đi nhỉ? Những đũa nào ấy? Hai đũa này, đũa nào ấy? Đũa của anh. Đũa à, chưa bắt rồi. Chưa có xích nhục rồi. Lòng lòng. Chưa múc à? Múc rồi. Múc đi mà. Xoay đúng đi nha. Ăn gan nó to gan. Tàu chúa. Tàu chúa đây. Ăn tàu chúa đấy. Ngon lắm. Tàu chúa mềm mềm. Các kiểu. Chân hữu. Hôm qua mèn mén rồi. Thịt lợn đây. Đây. Ăn miếng thịt to. Uống chén rượu đầy. À. Đắp mỗi anh em miếng. Nữa đi, nữa đi. Đây, nước, nước. Đấy, nếm đi. Bấy tặng đi, bò này mà. Ồ. Đó. Con. À, anh Phú chưa có bát à? Đang bảo đi lấy đây. Đang đợi bác. Cứ ăn trước đi. Ăn trước. Ừ. Cho nó vào cái này trước. Ngon lắm. Múc luôn. Cánh nắng luôn. Hết luôn. Đây giống hết ao luôn này. Ừ. Đúng rồi. Chờ đợi mệt lắm. Nó học cho cô Yên con nào đi lên một tàu rồi. Cho chân đi. À, sái chồng thịt nó vào hai đi chồng tập ăn khỏe còn về đán dầu. Đán dầu cái thằng Tài nó lại về rồi. Ra được hai hôm lại về. Bất ổn quá lại về. Mệt quá. Có rồi bác ơi. Ừ. Ừ. Được không ạ? Cho ăn Âu ra cho. Ăn Âu cũng cũng đúng đúng phong tục rồi. Bác rất là già nhưng bác còn nhanh tay á. Đấy nhá, đội trẻ nghe nhá. Bác già thôi nhưng mà nhanh tay. Bác nhanh tay. Vẫn thua bác trưởng thôn. Ừ. Anh em ăn lòng đi, sao ấm lòng ấm dạ. Ấm lòng. Ừ. Cả rang. Mềm mén à. Anh Sự sở trường là thích. Riêng Sự thì ui rồi, ngày ba bát mềm mén được. Ừ. Bây giờ ăn mềm mén còn giỏi hơn người Mông. Nhờ bác nhờ. Ngon luôn. Anh Sự ăn không còn chát luôn. Còn tàu mới ngon hơn người mén. Em lấy cho anh miếng đạc đạc này ăn. Nửa nạc nửa mỡ thôi. Ăn mén mén là nó cứ về nửa nạc nửa mỡ. Không nhiều lúc các bác lại bảo Thắng là gắp cho anh Sự miếng không ngon rồi. Anh Sự là lúc nào miếng nửa mạc nửa mỡ giống Thắng. Có tí mỡ bôi trơn. Anh Phú cho em xin ít mén mén. Hôm nay gửi bài hát cho tuổi nhá. Vâng. Cuộc nhá. Bài hát cho Hoang Mạc Đá. Tuổi nghe phát kết luôn à? Ừ. Kết quá chứ. Người Mông cũng có cái đàn như thế. Nhưng mà nó... Nhưng mà đánh kiểu khác. Vâng. Khác hoàn toàn luôn. Đấy là đàn tùy bà.
Kim. Anh giặc mềm mềm. Đàn tùy bà. Có đàn tùy bà chứ nhỉ? Có anh ạ. Tùy bà là đàn đấy, đàn Trung Quốc thôi hay Việt Nam nhỉ? Có mà. Hả? Chắc của Trung Quốc rồi nhỉ? Việt Nam mình mà. Việt Nam không? Phải đó, Việt Nam. Việt Nam mình rất nhiều nhạc cụ. Nhạc cụ ạ? Hôm qua hỏi anh Sò bảo anh mới đang tập chơi thôi. Người Mông là có đàn tam thập, à, đàn gì nhỉ? Ba dây kia đàn cũng đàn gì không? Ba dây cũng dạng như đàn tính này. Ừ. Nhưng mà đánh kiểu gì ấy? Cứ tưng 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 tưng. Nghe không hiểu luôn. Từng... Hả? Hay là cái giai điệu của người Mông một kiểu? Giai điệu người Mông, đánh như người Mông. Không hát thế được. Ừ. Mình không hiểu, không nghe, không biết. Nghĩ trong lòng ra thế nào thì đến thế đấy. Chắc là trên cao lớp đó, lớp đó. Lên xuống, lên xuống. Hôm nay này em bí thư em nghe tiếng đàn tính mà tí nữa em ngủ gật ở ghế anh cũng buồn cười. Có nghe hay không em? À chứ. Quá hay luôn nhỉ. Tiếng này là ngất đấy. Khả năng là đề nghị phát lên loa. Ừ. Anh em Hoàng Mạc Đá là đợt này có một bài hát rồi. Bài ấy đặt tên là Về Miền Đá, à, cái gì nhỉ? Ngược Miền Đá Tìm Em. Ngược Miền Đá Tìm Em. Anh cho ý kiến. Đâu là đứa nào? Lợn này lợn đen đấy chứ nhỉ? Lợn đen chứ ạ. Hả? Lợn đen ạ. Có tí nào trắng không? À, có đoạn không. Nào không ra à, đoạn, đoạn thì xem thì nó phải trắng rồi. Bổ sung mềm mềm. Món này rất nhiều các bác cứ hỏi Thắng. Nhưng mà cái này nói thì nó một phần thôi, nhưng mà các bác cũng phải đến tận nơi được ăn cơ mới cảm giác nó như thế nào. Còn tả thì nó khô khô rồi nó thế nào đấy, rồi là mỗi người nó kiểu một tả nó khác nhau, còn nhưng mà cứ phải được ăn một lần, được thưởng thức thì mới biết được. Còn trên này bà con thì quanh năm món này mấy món này đấy, hạt đậu tương nấu tẩu chúa mấy cả rau cải nhà. Ở đây Thắng sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Cảm ơn bạn Hậu, bạn Hằng, bạn Dũng, bạn Diễm đã giúp hai ngôi nhà đang rất là đẹp. Phải nói là tốc độ xây lúc đầu đề ra là 2 tháng nhưng mà tính ra cũng hôm nay cũng là ngày thứ 21, 22 rồi. Đó, làm là cũng như thế là tương đối nhanh với tốc độ với ngôi nhà như này thì bác là thấy hoàn toàn là đẹp. Đó. Khỏe, chắc, mái cứng nền. Đẹp, nhà lại còn có thể được hưởng nước mưa của trời. Thắng cảm ơn rất nhiều. Rất mong rằng trong thời gian tới được cái sự quan tâm ủng hộ của nhiều quý cô bác anh chị đồng hành cùng kênh Tất Thắng, đồng hành cùng chuyến xuyên Việt. Đấy, để chuyến xuyên Việt của Tất Thắng được thành công. Cuối cùng Thắng kết thúc cái video của mình đây. Và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.